Dù thế và lực đã không còn được như xưa, nhưng giá trị thương hiệu của Manchester United thì vẫn trường tồn cùng năm tháng. Theo số liệu vừa được công ty chuyên theo dõi hoạt động kinh doanh thể thao Sportico công bố, thì Man United vẫn là câu lạc bộ giá trị nhất hành tinh. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford được định giá 6,2 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong số 50 đội bóng có giá trị cao nhất thế giới. Nửa đầu thành Manchester đúng là trường hợp độc nhất vô nhị của thế giới bóng đá. Dù không có thành tích nào nổi bật trong suốt một thời gian dài, nhưng giá trị của cái tên Manchester United thì bất khả xâm phạm. Trong khi đó, ông vàng của đấu trường UEFA Champions League là Real Madrid xếp ngay sau Quỷ Đỏ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được định giá thấp hơn Man United một chút, cụ thể là 6,06 tỷ đô la Mỹ. Các vị trí còn lại trong top 5 câu lạc bộ giá trị nhất thế giới lần lượt thuộc về Barcelona, Liverpool và Bayern Munich. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, câu nói này chúng tôi xin được trân trọng gửi đến huấn luyện viên Erik ten Hag. Một ngày sau khi chiến lược gia người Hà Lan hứng khởi đón nhận tin vui khi một số trò cưng như Lisandro Martinez, Bruno Fernandes hay Marcus Rashford tập luyện trở lại, thì một ngôi sao khác vừa khiến thầy 10 cảm thấy chênh vênh. Vâng, đó không ai khác ngoài Mason Mount. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên ten Hag cho biết Mount lại gặp chấn thương và anh sẽ vắng mặt trong cuộc tiếp đón Arsenal vào tối mai. Mason Mount đúng là đã gặp kiếp nạn mang tên chấn thương kể từ ngày rời Chelsea để gia nhập Man United với mức giá 60 triệu bảng. Chấn thương liên miên khiến tiền vệ 25 tuổi gần như mất hút tại Quỷ Đỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, Mount mới đá chính 5 trận tại ngoại hạng Anh. Lần gần nhất, Mount có tên trong đội hình xuất phát, Man United đã để thua Crystal Palace với 4 bàn không gỡ. Đội tuyển Brazil vừa công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ góp mặt tại Copa America 2024. Đáng chú ý, tiền vệ của Manchester United là Casemiro đã bị huấn luyện viên Dorival Junior cho ra rìa. Những ai là fan của Man United có lẽ không bất ngờ khi Casemiro bị gạch tên. Trong suốt thời gian qua, tiền vệ 32 tuổi đã đánh mất phong độ và dường như anh chỉ còn là cái bóng của chính mình mà thôi. Ban lãnh đạo của Man United cũng dần mất niềm tin vào Casemiro và công khai ý định muốn bán cựu sao của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Theo truyền thông Anh, nhiều khả năng Hao Neves sẽ là người thay thế cho Casemiro trong trường hợp tiền vệ người Brazil rời nhà hát của những giấc mơ. Bên cạnh Casemiro thì một số ngôi sao khác đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh như Richarlison, Gabriel Jesus hay Matheus Cunha cũng không có tên trong danh sách tham dự kỳ Copa America diễn ra vào cuối tháng 6 tới. Cole Palmer vừa giúp Chelsea có cơ hội nở mày nở mặt khi nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 của giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm trời, đội chủ sân Stamford Bridge mới lại có cầu thủ nhận được giải thưởng trên. Lần gần nhất mà một cầu thủ của Chelsea nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng là vào tháng 9 năm 2018. Thời điểm đó, Eden Hazard là cầu thủ được vinh danh. Trong tháng 4 vừa qua, Palmer tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi giữa một dàn sao xịt của The Blue. Tháng trước, tiền đạo 22 tuổi người Anh chơi tổng cộng 4 trận, anh ghi 7 bàn và đóng góp một pha kiến tạo. Hiện tại, Palmer đang xếp thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Ngoại hạng Anh. Với 21 pha lập công, kém người dẫn đầu là Erling Haaland 4 bàn. Có niềm tin thì sẽ làm được những điều lớn lao. Arsenal tin vào chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này và đội chủ sân Emirates đã lên kế hoạch tổ chức buổi lễ ăn mừng, bất chấp việc đang thất thế trước Manchester City. Theo truyền thông Anh, Arsenal đã chỉnh kế hoạch diễu hành ăn mừng danh hiệu Premier League lên sở cảnh sát thành phố London. Trong trường hợp lên ngôi vô địch, pháo thủ sẽ triển khai cuộc diễu hành vào ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương. Chiếc xe buýt mùi trần chở các thành viên của đội bóng sẽ bắt đầu lăn bánh tại Emirates và đi ngang qua công viên Brighton trước khi quay ngược trở lại vị trí xuất phát. Kế hoạch diễu hành này đã khơi lại nhiều ký ức đẹp đẽ đối với các cổ động viên của Arsenal ở mùa giải 2003-2004 sau khi lên ngôi vô địch với thành tích bất bại. Thầy chó đội viên Arsene Wenger cũng tiến hành mừng công với lộ trình tương tự. Dù vẫn còn hy vọng vô địch, nhưng trong tình cảnh hiện tại, cơ hội của Arsenal chẳng khác nào ngọn đèn dầu le lói. Man City đang là đội nắm trong tay quyền tự quyết và sẵn sàng nổi gió để dập tắt tia hy vọng của thầy chó huấn luyện viên Mikel Arteta. Real Madrid đang có quá nhiều ngôi sao và ai thì cũng đều chơi hay cả. Ngay ở vị trí thủ môn, kền kền trắng có hai sự lựa chọn vô cùng chất lượng là Adri Lunin và Thibaut Courtois. Với Lunin, anh là người góp công lớn trong hành trình lọt vào trận chung kết UEFA Champions League mùa này của Real. Trong khi Courtois là công thần và chính thủ môn người Bỉ cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Công bằng mà nói, nếu Courtois không gặp chấn thương nặng thì Lunin khó lòng có được tiếng tăm như hiện tại.
trước khi Real giành quyền vào chung kết. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã tuyên bố đấu trường châu lục là sân chơi dành cho Lunin. Tuy nhiên, khi đã tới trận đấu cuối cùng, thì chiến lược gia người Italia lại đang cân nhắc sử dụng Courtois, bởi anh đã có quá nhiều kinh nghiệm ở những trận đấu lớn, đặc biệt là trận chung kết Champions League. Ở trận chung kết mùa giải 2021-2022, thủ thành người Bỉ có tới 9 pha thiếu thua trước Liverpool. Đó cũng là thành tích tốt nhất trong một trận chung kết Cúp châu Âu kể từ mùa giải 2003-2004. Nếu huấn luyện viên Ancelotti có đang phân vân việc chọn ai, thì ông nên tham khảo ý kiến của Iker Casillas. Huyền thoại của Real cho rằng Lunin sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất cho trận chung kết diễn ra tại Wembley vào ngày 2 tháng 6 tới. Paris Saint-Germain có thể tiết kiệm được một số tiền khổng lồ khi Kylian Mbappe tuyên bố chia tay đội bóng sau 7 năm gắn bó vào cuối mùa giải. Việc Mbappe chia tay Paris Saint-Germain là điều đã được báo trước. Thế nhưng, thay vì việc cứ phải tiếc nuối một ngôi sao đã không còn mặn mà với đội bóng, giới chủ của Paris Saint-Germain lại có thể mừng thầm khi đội bóng sẽ tiết kiệm được một số tiền rất lớn, khoảng 200 triệu euro mỗi mùa, đến từ tiền lương, thuế và các khoản an sinh xã hội. Và có thể còn cả khoản phí trung thành lên tới hàng chục triệu euro nữa. Theo tờ Atlantic, số tiền mà Paris Saint-Germain tiết kiệm được sẽ được dùng vào việc cải tổ đội hình và đầu tư vào các tài năng trẻ. Đấy, nếu như vậy thì việc Paris Saint-Germain chia tay Mbappe nhìn chung cũng khá là hợp lý đấy chứ, đúng không anh em? Mbappe cũng sẽ có thể thực hiện hóa mong muốn gia nhập một đội bóng hàng đầu thế giới. Anh em thấy không, chia tay nhau nhưng sau đó sẽ mở ra một chân trời mới, tốt cho cả hai.